Hôm nay buổi trưa rồi, bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi, cũng chưa anh em chưa ăn cơm nước gì cả. Thì sẽ trực tiếp phát trên tất cả các kênh của đội Hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương là cái cuộc tìm kiếm một người vợ ở Bến Tre. Thì cái cuộc tìm kiếm này trong thời gian vừa qua phải nói là cũng gây ra rất nhiều cái sự phiền toái cho tất cả các câu chuyện trong thời gian vừa qua, và nó là câu chuyện này có lẽ là rất hấp dẫn. Xin chào mọi người nha, cô chú anh chị vào, mọi người vào hết thì để nói chuyện cho nó dễ ha. Tránh tình trạng mọi người chờ nó lâu quá. Rồi, xin phép anh trai nhé. Chào em. Rồi. Rồi anh trai, anh cho em cũng như cho các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được anh họ tên mình đầy đủ là gì anh? Mình tên là Ngô Thành Dũng ạ. Anh nói to lên, ngồi ngay ngắn lên xíu anh. Mình ngồi hoành tráng, ngồi đúng bản lĩnh. Kéo áo cho nó hoành tráng xíu đi. Dạ. Rồi, hôm nay anh có thể anh cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được cách đây khoảng 2-3 bữa anh về đây báo tin nhờ đội Hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương để đăng tin tìm vợ, là vợ bể lợ bỏ chạy mất tích đúng không ạ? Không, mình đăng lên không có nói vợ bể lợ bỏ chạy, chứ mình nói là vợ bể lợ đúng không? Nợ. Vì thiếu lợ, thiếu nợ. Ừ. Thiếu nợ đúng không? Rồi cho hỏi là anh tên là gì nhỉ? Mình tên là Ngô Thành Dũng ạ. Rồi. Anh năm nay nhiêu tuổi đây anh? Hôm nay 46 tuổi. 46 tuổi, anh quê Bến Tre ha. Bến Tre. Rồi. Cách đây mấy ngày nhỉ? Hôm bữa anh về đây mấy ngày ta? 3-4 ngày. Hôm bữa anh về đây để anh có hy vọng là anh đăng thông tin lên thì các anh em mà đội Hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương sẽ chia sẻ được, tìm được thông tin của vợ anh không? Anh có hy vọng không? Có hy vọng. Hy vọng nhiều không anh? Ừ, nhiều. Nhiều ha. Ừ. Rồi, hôm nay thì anh từ Bến Tre tiếp tục quay lại để về gặp các anh em Hiệp sĩ Bình Dương. Đúng không ạ? Anh ăn cơm chưa? Chưa. Hôm nay tâm trạng sao? Gặp vợ được thì mừng vui. Đã gặp được vợ rồi. Rồi, nát đây em sẽ gọi là cái câu chuyện là tại sao anh gặp vợ nhá. Hôm bữa mình anh đăng thông tin ấy, anh có thể anh chia sẻ rõ hơn tại sao mình đăng cái thông tin vợ bể lợ vậy? Tại vì gia đình lúc trước thì cũng có mắc nợ vậy đó, thì mình nó có sao nó vậy, chứ mình không thêm bớt gì hết. Hoàn cảnh thì khó khăn, thì hai vợ chồng với gánh ông nội. Anh nói to rồi này. Thì vợ đi làm thì phụ tiền trả nợ vậy đó. Thì mình thương vợ quá, thì mình có ý ra mình nói xấu vợ chút xíu. Tại vì thương vợ quá. Cho nên mình nói hơi lấy dốc xíu ha. Dạ. Để cho cái nghe đây câu chuyện nó hấp dẫn hơn. Thì vợ tức thì quay về. Vợ tức quay về. Đúng. Nhưng mà anh hôm bữa anh có nghĩ rằng nếu vợ tức mà vợ không quay về thì anh sẽ mất vợ không? Mình không nghĩ tới cái điều đó. Chưa nghĩ được ra. Đúng, không nghĩ tới được. Chưa nghĩ được ra cái hậu quả là sẽ mất vợ. Đúng. Đúng không ạ? Anh có hy vọng là các anh em này sẽ tìm được cái manh mối, hoặc là vợ của anh, hoặc tất cả các trang mạng xã hội đã chia sẻ được tìm được vợ anh không? Anh có hy vọng nhiều không? Hy vọng. Vợ anh tên gì nhỉ? Vợ anh tên là Bùi Thị Nga. Bùi Thị Nga. Vợ anh bằng tuổi anh hay kém? Lớn anh, lớn hơn một tuổi. Lớn 47 tuổi. Cũng nói chung là tuổi như vậy là đẹp rồi ha. Hai vợ chồng anh được mấy người con rồi? Anh được hai cháu ạ. Hiện nay thì các con của anh sống với anh không? Đứa lớn thì có lập gia đình rồi. Ừ. Có được đứa cháu ngoại, còn đứa nhỏ nay 9 tuổi. Đang nhỏ, còn bé nhỏ đang sống cùng anh đúng không? Dạ, vì vậy nên anh rất nóng ruột là muốn tìm vợ để về chung lo, sống. Chung sống gia đình rồi lo cho con vậy thôi. Cho con nha. Nó cũng lớn rồi nè. Lớn cho bà con nha. Vậy là vợ anh về lâu chưa? Vợ nói chung là vợ chưa về nhà, mới về ghé nhà đứa em chưa. Sao anh biết là vợ anh về? Đây vợ có điện nhắn tin xuống dưới em gặp. Hôm bữa vợ anh có trò chuyện với anh điện thoại, qua điện thoại vợ anh có bức xúc không? Vợ nóng lắm. Nóng lắm mà. Nóng chửi quá trời. Chửi quá trời chửi luôn. Chửi quá trời chửi luôn. Chửi quá trời. Vợ chửi sao? Chửi chửi văng tục không? Không, thường thường là chửi anh em mà lên đây chửi mày tao không? Bữa đó mày tao rồi hả? Mày tao. Trời ơi. Rất căng thẳng. Anh có yêu vợ nhiều không? Rất, anh rất là yêu vợ chứ. Rất thương, rất yêu. Rất yêu. Vợ chồng anh từ trước giờ có gây lộn nhau, có chửi văng tục, chửi thề bao giờ không anh? Không. Không có, không có.
không văng tục chửi thề, không có yêu vợ quá thì mình hơi nói dóc xíu bởi vì vợ đi mình không đi không cho chồng biết thì vợ chồng thương thì vợ hơi nổi móng nắm cơn ghen lên nghĩ bẩn không có nghĩ tới cái hậu quả. Rồi vợ anh chia sẻ là tại sao vợ anh biết mà vợ anh về. Vợ lên coi cái laptop vợ thấy vợ lên coi các kênh thấy, vợ nói không đúng gì thật. Nó là vợ đi làm kiếm tiền nhiệm vụ trang trải gia đình chứ không phải vợ đi tốn nợ. Vợ làm trang trải. Trời ơi, thế cuối cùng là thực sự cái câu chuyện nó lại ngược lại. Nó ngược. Đúng không? Cũng mình cũng gia đình cũng đang mắc nợ. Anh thì anh cứ tưởng rằng vợ bỏ cha con, đúng không? Đúng. Nhưng mà cuối cùng là vợ lại thương chồng con nhiều hơn. Vợ đi vợ không chia sẻ gì mình không có mình không biết vợ mình suy nghĩ làm sao mình không biết. Nhưng mà đến giờ phút này rồi đến giờ phút này anh có thương vợ nhiều hơn trước không? Dạ thương nhiều lắm. Trước là thương 10, bây giờ thương mấy anh? Thương 11. 11 đúng không ạ? Thương 20 thì gấp đôi đi. Từ hôm mà em hỏi câu chuyện hơi tế nhị xíu vui xíu ha. Từ hôm mà anh gặp vợ đến giờ phút này là hai người đã thân mật chưa? Chưa, vợ đang còn giận nhiều lắm. Vợ đang giận à? Giận hay sao? Vợ đang giận chồng nó nói xấu gì giờ vì hôm nào mình lỡ nói xấu vợ. Bây giờ anh vừa rồi anh nói xấu vợ anh thấy là mình có lỗi không? Có, nó mình rất là có lỗi vợ. Đúng lỗi thì mình đây lỗi nhưng mà lỗi này em thấy là cũng không nghiêm trọng. Đúng không? Đúng. Lỗi này nó không có gì nghiêm trọng lắm. Lỗi này là vì lý do là mình quá nóng ruột để tìm vợ thôi. Đúng, sợ mất vợ rồi vợ có vụ vợ người ta lừa này kia nọ mình nghĩ mình trâu xa mình sợ. Hôm anh thấy được thông tin mà vợ anh liên hệ lại anh có mừng không? Anh nói sao? Hôm bữa anh thấy được thông tin mà vợ anh liên hệ lại cho gia đình nhé. Mừng rất mừng. Vui không? Mừng. Mình quả này đã được vợ rồi đúng không? Dạ. Quả này không phải mất vợ đúng không? Chắc ăn ha. Nhưng mà đến giờ phút này vẫn chưa có chưa có làm ăn gì hết đúng không? Chưa vợ chưa về. Vợ còn giận chưa ra thứ cho chồng. Nhưng mà sao anh không ngọt hơn xíu là anh hỏi anh yêu em nhiều lắm, anh thương em. Sao em mà lỡ em giờ rời xa cha con anh? Hôm nay thì vui rồi đúng không? Dạ. Liệu chắc chắn anh có khẳng định mà hôm chưa nay mà giờ cũng chưa được vui, vợ chưa chịu về. Mà vợ giờ chưa chịu về nhà, hôm nay vợ sẽ về. Giờ thì chung sống gia đình thì càng vui hơn. Nhưng mà hôm nay là vui nhiều rồi nhưng mà chưa có được trọn vẹn, chưa an toàn. Dạ. Hy vọng là tối hôm nay là hai vợ chồng ở trong một cái căn phòng nào gọi là mát mẻ đúng không? Cái không khí nó đi ở nhà với anh luôn á. Phải nghe rồi đó. Cô chú anh chị và mọi người nghe âm thanh có rõ không? Nếu mà nghe không được thì có thể là chia sẻ lại để cho công trần nghe được và cho các anh em biết được cái thông tin là bởi đang phát trực tiếp là không biết là liệu có nghe được không. Rồi, bây giờ em sẽ mời vợ anh vào để cùng trò chuyện với anh cũng là đối chứng trực tiếp những cái cuộc trò chuyện gay cấn hấp dẫn này nhá. Rồi, xin phép chị có thể chị vào đây để cùng trò chuyện với anh và cũng trò chuyện với tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chú nghe rõ không? Rõ thì nhắn tin cho anh Tử cho anh Trâm Tràng biết. Rồi. Rồi, chị Dương rồi, xe qua. Rồi, hai anh chị nắm tay nhau cái. Nắm tay. Qua đây, chị qua đây. Rồi, được không? Đi qua mà nắm tay. Tí mới nắm tay đúng không? Rồi. Rồi, nắm tay đi, mất gì đâu mà vợ chồng mà từ xưa giờ còn đi đều để mà mất mà sợ. Đúng không? Rồi em xin giận quá giận. Rồi em xin phép chào chị nhá. Rồi, chị Trâm hỏi chị tên gì nhỉ? Chị Bùi Thị Nga. Chị Bùi Thị Nga ha. Rồi. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Chị 47. 47 ha. Anh 46 ha. Ừ. Rồi. Chị có thể nói rõ hơn cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được à? Trong quá trình thời gian vừa qua tại sao chị để bỏ anh chị đi vậy? Nói chung là cũng có thiếu nợ một phần, cũng thiếu một ít. Chị cũng muốn đi làm để trả nợ nhưng mà anh không cho đi. Anh bảo là không cho đi ở nhà thôi, làm thì chị thấy cũng như là mình làm ở nhà quê thì không có bao nhiêu tiền. Thì chị mới tính là chị đi làm. Rồi nói thật thì chị cũng muốn đi làm mà từ lâu rồi, thấy trong gia đình mình khó khăn á, mình đi nhưng mà anh không cho đi. Nói thật là chị cũng trốn đi, anh đi làm mà chị cũng trốn đi. Đi thì trong thời gian 2-3 bữa trước thì chị không có cho liên lạc. Cũng mở máy lên mà thấy anh gọi hoài, là chị hồi là chừng 5-7 cuộc là chị tắt máy liền. Rồi mấy ngày sau thì nhắn tin thì chị mới nói chuyện, cũng nói chuyện đó. Nhưng mà không ngờ là anh lên mạng anh nói là chị
trốn nợ đi. Đó, chị mới bức xúc là chị phải bất cứ cái giá nào chị phải đi lên gặp bên đội anh Hải để chị thanh minh cho nó ấy, để chị rõ ràng, thì chị biết tại sao. Và chị nói là chị bức xúc, là nhất là đã người chồng của mình mà nói mình vậy á, là cho nên là chị tức lắm, chị bức xúc lắm, chị không thể nào mà tưởng tượng được luôn á. Cả cộng đồng mạng với là cả ngoài nước, trong nước ngoài nước là biết chị hết, mà chị mới bức xúc á. Vậy là mình quá giận đúng không? Ừ, chị quá giận luôn á. Mình giận tới mức nào chị có thể chị chia sẻ được không? Chị hả? Chị giận lắm, chị nói chung là không thể tả. Giận sao? Thì chị không thể tả được. Không thể tả, giận đến mức là không thể tả được. Ừ, đúng rồi. Chia sẻ thật lòng ra. Ừ, như là giờ chị là giận là chị chưa thể nào mà tha thứ cho anh được luôn á. Nói chung là vậy á, chị chưa về nhà mà, chị không về nhà luôn á. Chị giờ chị ở với con nhỏ em út mà chừng nào. Rồi, cho em hỏi thế này. Hôm bữa thì các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương đăng tin lên. Ừ. Chị nhận được đúng không? Chị có thấy chị không? Chưa nhận được nữa, chị vì chị đi làm rồi chị tắt mạng á, chị đâu có biết đâu. Mà anh này thì anh nhắn tin bảo là em về em lên Facebook thử mà xem, anh đi kiếm em khắp nơi. Rồi chị tưởng là anh chị đi tìm chị ngoài, chị quay lên để đưa cho chị xem thôi. Chứ không ngờ là anh lên tới trên này luôn á. Không ngờ đúng không? Ừ, không ngờ. Mình không ngờ được người chồng lại mãnh liệt đến mức độ mà kiên đúng. Cường đến mức độ hơn mình tưởng tượng. Không tưởng tượng nổi. Chị mở máy ra thì chị xem á là nguyên một ngày. Chị không ngủ được luôn, là một đêm chị không ngủ được luôn á. Sao chị không ngủ? Bắt đầu sáng. Sao chị lại không ngủ được? Tức. Tức, mình tức hay là mình thương vợ, thương chồng? Mình tức chứ không phải là thương chồng đâu. Đang chị đâu có trốn nợ đâu mà chồng chị nói là chị trốn nợ. Thì cho nên là chị mới tức, là tức cái kiểu đó. Chứ không phải là gọi là bây giờ mình tức để mình về. Rồi là hôm nay chị về chiều là chốc chí xíu nữa chị có đi tiếp không? Không, chị ở dưới ấy mà, chị ở dưới em út của chị mà. Không, em biết rồi, xíu nữa là mình có đi không? Có tách ra chồng không? Tí mỗi người một nơi hay là hai vợ chồng về chung nhà? Không, chị tách ra, chị trời, không có về chung đâu. Ai làm vậy? Đang tức lắm. Rồi, nắm tay chị cái. Thì nắm thì cho nắm nhưng mà thơm đấy, thơm ôm, thơm đàng hoàng không, không ôm hôn đàng hoàng. Anh đây là vì anh thương vợ đó. Rồi, ok, đây là vì anh thương vợ đúng không? Đây là vì quá thương người chồng mới làm như vậy. Không, chưa chắc là thương chị đâu. Không thương nếu chị, nếu mà thương chị á thì cũng không có không lên mạng nữa. Đây, em đây, anh có thương vợ không? Nói một tiếng nó to là anh rất là thương vợ. Anh yêu em nhiều lắm. Anh thương em nhiều lắm đó. Không thương, không bao giờ người chồng từ Bến Tre về Bình Dương để gặp các anh em hiệp sĩ Bình Dương mà dám giơ mặt ra để cho tất cả các trang mạng xã hội chia sẻ quay phim, mà dám nói là những cái điều đó. Thế là trong câu chuyện này vui, các anh em này rất nói chuyện rất vui những cái phút đầu đúng không ạ? Nhưng mà đây là những cái câu chuyện mà em chia sẻ với chị thật sự là rất thẳng thắn và rất chân tình. Mình em không nói là chị đi đâu là làm gì xấu, nhưng mà đây là vì bây giờ trong cuộc sống mà cái số tiền nợ của chị thì làm ăn nó bình thường đúng không, nhưng nó không đáng nhiều hết. Nhưng lẽ ra nếu như cái này là lỗi, là em không có đổ lỗi cho ai hết đúng không ạ, nhưng mà lỗi này cũng một phần cho chị. Nếu như chị đi, chị bỏ anh ơi, bây giờ gia đình mình có nợ lần một vài chục triệu hay là ABC, bây giờ anh để cho em đi chỗ nọ chỗ kia, em ở với đứa em làm công việc nọ công việc kia trong vòng thời gian ngắn nhất để hai vợ chồng mình ổn định có tiền để trả nợ, thì em sẽ tiếp tục về với anh, em không bỏ anh đâu. Thì chắc chị chắn, có nói mà. Thì chắc chắn. Nhưng mà chị lại nói, nhưng chị lại không cho anh biết địa chỉ. Nhưng mà chị có nói là chị đi làm mà anh không cho nên là chị mới trốn. Đúng. Trốn thì trong khi trốn thì em làm sao em cho biết địa chỉ được. Thì đúng thế chứ. Đúng không? Rồi em hiểu ý chị. Có là chị có hỏi anh rồi, nhưng mà chị lại không nói rõ là ở đâu. Thế vì vậy cho nên anh rất sợ là mất chị. Anh nói anh thương chị nhiều lắm. Chị nói chị đi làm. Thì đúng rồi. Đúng không? Vì lý do nó như vậy nó có thể làm lỗi một phần cho chị và lỗi một phần cho anh, chứ không phải là hai người đều sai. Hai người không ai đúng hết á. Hai người đều sai. Nha. Sai là anh đăng thông tin không đúng sự thật. Đúng không ạ? Vì không phải là bẻ lợ mà bỏ trốn. Có thiếu nhưng không đến mức độ mà phải bỏ trốn. Đúng không ạ? Nhưng mà vì lý do là mình quá nóng ruột, quá nóng lòng thương vợ. Vì ở nhà anh chia sẻ em không nhầm là anh còn một mẹ già. Đúng không ạ? Và một người con năm nay cũng rất nhỏ. Đúng không ạ? Vì lý do như vậy anh nói là một mình anh không thể cam lòng được, bởi vì anh phải bỏ việc. Anh rất thương vợ, bây giờ mất rất nhiều công sức để tìm vợ. Anh tìm vợ nhiều nơi, nhiều khu vực rồi.
chưa thấy bóng dáng thông tin của vợ anh đi đâu, đúng không ạ? Nhân vì vậy anh về đây để nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tải thông tin lên để tìm vợ. Mục đích chính là mình quan trọng là tìm vợ thôi. Anh nói là nợ lần bao nhiêu thì hai vợ chồng về cùng trả, đúng không ạ? Đúng. Phải không ạ? Đúng. Chứ anh không phải là anh ruồng bỏ vợ, hay là không phải là vì lý do là sợ chị đi theo mấy người đàn ông khác hay nào đó kia, nhưng có nghĩa là một mực là muốn thương vợ, đúng không ạ? Đúng. Thế là anh mới đăng thông tin như vậy. Nhưng cái kịch bản đó là anh tự anh nghĩ ra hay sao anh? Hay là anh suy nghĩ trước không? Không có suy nghĩ trước, tại thương vợ quá rồi lên mình có sao nói vậy. Gọi là mình thương quá tự mình nghĩ một phát mình nghĩ ra, chứ không mình không có lên kịch bản à. Đúng. Không phải dựng phim đúng không? Đúng. Có sao nói vậy. Uống nước, nhẹ dạng hay chị uống nước đi. Cảm ơn nè. Chị không uống đâu. Anh uống nước luôn. Uống mấy nước này, Hôm nay thì vợ đã ngồi bên rồi. Thì gọi là thế này là cũng phút thứ 99 rồi, đúng không? Chưa phải là phút thứ 100, nhưng phút thứ 9 này là làm thịt được rồi. Ngồi này là có cơ hội làm thịt rồi, đúng không? Nhưng mà nói chuyện vui vậy thôi. Nhưng mà này anh mừng chưa? Mừng. Vui chưa? Vui. Anh thấy nếu như hôm nay mà cách đây 2-3 bữa anh không về gặp các anh em hiệp sĩ Bình Dương thì chắc chắn là vợ anh sẽ không quay về. Đúng, giờ không quay về. Bởi vì vợ một mực là đi kiếm tiền, chưa đủ số tiền hoặc chưa đủ cái dự kiến dự định của mình. Thì chắc chắn là vợ chưa có vợ có nói là vợ đi làm thì anh có hỏi rồi chừng nào em về, vợ nói là em đi làm em không biết chừng nào em về nữa, anh về anh sợ rồi mất vợ mới đăng lên đi kiếm em thôi. Chứ không phải là lên nói xấu em gì hết. Nhưng mà mình nói xấu như vậy thì là cũng tất nhiên là, nhưng mà nó cũng không đến mức độ nghiêm trọng lắm. Đúng không ạ? Hôm nay thì cái video này thì hy vọng là tất cả các cô chú các anh chị ở trên tất cả các trang mạng xã hội đã theo dõi trong những ngày vừa qua, thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thải Bình Dương đã đăng tin lên thì đây đã đập tan tất cả các loại thông tin trước đây anh chia sẻ nhá. Hôm nay mừng chưa? Vui chưa? Nói chung là hôm nay đọc sĩ Nguyễn Hải trong trại tử muốn đính chính lại bây giờ hai chồng cho rõ ràng, anh bữa hơi nói hơi quá. Bây giờ chị còn điều nào chị muốn chia sẻ trên video này để cho mọi người, các cô chú anh chị trên tất cả các trang mạng xã hội hiểu được, thông cảm được cho chị cũng như cho anh, bởi vì trong cuộc sống con người ta có rất nhiều điều rất không ai nói trước được. Mời chị cười thật tươi, chị nói thật to rõ ràng lên, hôm nay thì vui rồi thì rồi nắm tay đi nào, ai để mỗi người khoanh tay chị nắm tay đàng hoàng để cho nói chuyện đi, nhưng mà nắm tay mà hôm nay lên đây thì cũng muốn nói với cộng đồng mạng là em rất là mong là cộng đồng mạng hãy hiểu cho em. Chồng em nói em vậy là cũng như là xấu, nhưng mà giờ chỉ muốn là cộng đồng mạng hiểu để thông cảm cho em thôi, chứ cũng chẳng biết nói gì hơn. Chứ ở trong gia đình thì người nào nói biết, chứ không phải là ấy. Nhưng mà chồng lên nói quá thì mình cũng phải bức xúc. Mình muốn làm sao cho mà gia đình nó yên ấm, nhưng mà cũng chẳng có được như mình mong muốn, thì đó là cái chuyện của gia đình của mình. Anh thì anh muốn em về thì bây giờ thật sự trên mà cộng đồng mạng thì cũng nói thẳng bây giờ rất chi là giận. Bây giờ lên trên đây để gỡ cái mối thắt cho mình trong những ngày vừa qua. Trong những ngày vừa qua. Để mọi người không hiểu là đúng. Nhưng mà chồng bây giờ có cầu xin, van xin cái cách nào đi chăng nữa thì vợ cũng chưa có thể nào nguôi ngoai được. Đó là vẫn cái điều đó là cái điều chị mong muốn là chồng hãy bình tâm lại về dưới nuôi con. Chừng nào mà chị cảm thấy chị về được á thì chị quay về. Còn không á nữa thì nếu muốn chia tay thì chị vẫn chia tay. Là cái cách giờ chị nha, chị suy nghĩ nha. Nhưng mà sau này hay sao á chị không có nói trước. Bây, em chị à, chị tức rồi, lắm. Rồi, em ngắt lời chị thế này. Đây là một cái cuộc đoàn tụ. Đúng không? Một cái cuộc đoàn tụ thực sự là cũng có rất nhiều điều tế nhị. Có thể là giữa hai vợ chồng chị và đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương không tiện chia sẻ trên đây. Nhưng mà chị chia sẻ ở đó thì em thấy ở đâu có gì đó anh hơi buồn. Đúng không ạ? Vì thực sự là trong thời gian vừa qua là chị đi làm để kiếm tiền.
Nhưng mà anh đưa thông tin như vậy thì đồng ý là anh đưa thông tin không đúng sự thật, không đúng với bản chất sự việc, một cái vụ việc. Nhưng đến giờ phút này thì anh cũng chia sẻ là thẳng thắn rồi, anh cũng có nhận sai. Vì anh muốn chị quay về, nhưng mà anh suy nghĩ nó chưa được thấu đáo, chưa được chín chắn trong cái câu chuyện, trong những cuộc hành trình đi tìm vợ. Thực sự là rất thương, rất yêu. Thì trong cái câu chuyện này, anh em đây muốn kết nối lại cho anh chị có một cái cuộc sống, một cái hạnh phúc thực sự. Đúng rồi. Khi tụi em lên đây là chỉ muốn giúp chị thôi. Anh chị thôi, chị vẫn cảm ơn các em mà. Chứ không muốn là anh chị chia rẽ mà tan rã trong cái cuộc tìm kiếm này. Hy vọng là chị hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại. Và nếu như chị chưa có thể, chị chưa có về được trực tiếp sống chung với anh từ hôm nay, thì có thể chị cho anh một cái hẹn nha. Chị chia sẻ cho cả chồng vợ và bà muốn thì có ý của chị giờ muốn sao rồi thì có thể là chị nói đi. Thì có thể chị em á nói anh Hải này bây giờ em á rất chi là giận anh, cho nên là giờ cho dù anh Hải hay loạt là người nào đi chăng nữa thì có khuyên em thì để cho em bình tâm lại rồi. Em xin nhiêu đó thôi, chừng nào em cảm thấy em về được thì em về, còn không á thì em tính cái giai đoạn gia đình của em mà thì em tự giải quyết thôi. Đó em hiểu. Em chỉ xin vậy. Bây giờ này, chị hãy cho anh một cái hẹn, bởi vì chị bây giờ chị không hẹn được. Nếu mà chị hẹn trên mạng này chị làm không được thì làm sao? Nhờ đây là chị xin không bao giờ chị nói chị hẹn em cái gì hết. Hai bây giờ chị không có sống gì con hay sao? Thì tất nhiên là sống vì con rồi. Nếu mà em á, nếu mà giờ em anh không nuôi được thì em vẫn nuôi, mà nếu mà anh khó khăn gì thì em vẫn cũng phải chạy về hay là hoặc là làm cái gì đó phụ anh chứ đâu có phải là em bỏ rồi, đâu mà em, mà phải ấy. Nhưng mà giờ, nói thẳng là giờ kêu về em không về, bây giờ chưa về hỏi, đâu cho em hỏi thế này, anh thực sự tha thiết yêu vợ đúng em hỏi một câu chuyện bây giờ có ba mặt một nhời luôn có tất cả mọi người ở đây, chị vẫn hiểu. Từ trước thì anh có đánh chị không? Không đánh. Anh nhưng... có chửi thề chị không? Có ạ. Có thề. Nhiều lúc cũng chửi thề. Ít thôi, không có nhiều. Rồi, chửi thề thì em phải nói thẳng như này cho chị hiểu. Bất kể gia đình nhà nào cũng chắc chắn là trong cuộc sống, hôn nhân chắc chắn cái điều đó xảy ra. Đúng rồi. Không tránh được đâu chị. Bởi vì ai cũng có lúc mà nóng nảy. Đúng rồi chị. Thế nhưng mà anh ấy có nhậu nhẹt bê tha không? Không. Không đúng không? Bây giờ đi kiếm được một người đàn ông như này chắc chắn là không bao giờ có. Đúng rồi. Đúng rồi. Em khẳng định chị không bao giờ có. Thì đúng rồi, chị biết. Nếu như bây giờ có một cái tình yêu mà em để em nói chuyện xong đó, nếu một cái tình yêu mà không may say lắng nha, thì có thể chỉ 5 bữa lửa tháng thôi. Đúng rồi. Chứ một cái tình yêu mà cháy bỏng giống như anh bây giờ, anh vẫn tha thiết mà anh vẫn yêu thương vợ mà ôm hôn vợ trực tiếp trên livestream đồ hiệp sĩ con hẻm Bình Dương là không bao giờ có người thứ hai. Thế nếu như chị nói là chị chia tay anh ấy thì em thấy là rất buồn trong câu chuyện này. Đó. Thì chị nói theo cảm nghĩ của chị. Nếu có gì thì chị nói mà trên mạng là chị hứa với trên cộng đồng mạng là chị sẽ nói thiệt. Em hiểu điều đó. Hiện nay thì nhưng hai mà người... bây giờ thì chị cứ nói trước. Chị không hứa hẹn được điều gì hết. Hai người hiện nay cũng lớn tuổi rồi. Cũng xế chiều rồi, 40 mấy 50 rồi. Cuộc sống còn người ta có thể là không nói trước điều gì. Có thể là hôm nay anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương gặp được anh chị, nhưng có thể ngày mai các chị không gặp lại anh em hoặc anh em không gặp chị. Đúng. Nó là bình thường. Vì vậy cho nên thôi thì trước đây có gì không phải thì chị có thể chị tha thứ bỏ qua cho anh, vì một lòng anh rất yêu vợ cho nên anh nói chuyện trên mạng là thông tin không đúng sự thật, đồng ý là các anh em là chấp nhận cái điều đó thì thôi chị hãy cố gắng suy nghĩ lại và bỏ qua cho anh một lần một duy nhất trong đời, rồi cuộc đời 50 tuổi rồi. Không lẽ là không ai không thể mắc sai lầm được. Đó thì anh có điều nào anh muốn xin lỗi vợ vì trước hết thì xin lỗi vợ, anh nói là em không đúng gì thật thì anh xin lỗi vợ nhiều, anh hứa sau này anh không có làm em buồn nữa, anh bù đắp cho em những ngày cuối cùng. Anh không nói trên mạng, tự anh nói chuyện bằng đáy lòng của mình, đáy lòng đi, nói chuyện tình cảm nhất anh dành cho vợ. Vì thôi em về sống với anh với con đi, anh là tha thứ cho anh đi, anh biết lỗi anh rồi. Đó, chị hãy suy nghĩ lại đi. Không có ai mà kiếm được người chồng gì rất không hiền. Không đánh vợ thì la vợ chồng đó. Lúc nào cũng lâu lâu cũng có la một hai tiếng, đâu có đánh vợ đâu mà ấy. Mình sống đúng gì? Rồi là hai không, đứa con nói chung con là con không cha, có đánh, không có đánh nhưng mà cầu nhau không thể chịu nổi thôi. Không, cái đó là bình thường, không tránh được. Chị chưa gặp những người đàn ông khác. Mới đây nhất là đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương
đã chứng kiến và đã giải quyết can thiệp một vụ việc vô cùng nghiêm trọng là một người vợ bị một người chồng bạo hành 20 năm qua, đến giờ phút này đã cao chạy xa bay và đã bỏ trốn. Nói chung là nhiều hình thức như thời Trung Cổ, em nói như vậy là chị hiểu rồi. Còn đây đối với một gọi là một chị, anh ấy chỉ là một tỷ lệ một trong một ngàn thôi. Đó là mấy người đó thì mình không, em không có thể nói được. Ý em đang nói chuyện một cái câu chuyện như vậy. Vì vậy trong cuộc sống hôn nhân thì gia đình nào cũng chuyện là lớn chuyện nhỏ. Nhưng mà đây là anh chưa có cái gì gọi là quá lớn và quá sai lầm đối với chị, mà anh chưa có làm điều gì có lỗi với chị, thì chị hãy suy nghĩ lại và bỏ qua cho anh đi. Thì em khuyên vậy, chị cũng cảm ơn em. Em không muốn cho con chị đúng mất rồi. Cha mất mẹ. Tất nhiên là như là các hiệp sĩ như các anh thì tất nhiên là phải khuyên rồi, chứ không bao giờ mà nói là cho tan rã hết á. Chị hiểu, vẫn hiểu mà. Nhưng mà qua cái nào mà bạo hành thì cho tan rã. Đúng rồi. Đúng rồi. Đánh vợ là phải tan rã. Bạo hành vợ. Bạo hành vợ là phải tan rã. Đó, cha tan vợ ngày này chị tháng này phải kêu là bỏ. Còn cái này là gì, là vợ anh hiền quá, hiền thương mới nói vậy, thương mới lên mạng nói vậy cho vợ về, quá hiền khô luôn. Cho nên là em cũng không hứa, cho nên chừng nào mà em cảm thấy về được thì em về thôi. Rồi em cho em hỏi này, chị nghĩ trong trong lòng bây giờ chị có khi nào hoặc tới đây chị có cho anh một cơ hội không, để cho anh biết hướng không? Không, vẫn không cho cơ hội luôn hả? Không, cho nên đầu óc của chị là mấy ngày nay là trong khi chị đọc được cái chị thấy cái mà clip á, là chị là không suy nghĩ được gì nhiều hết. Chị chỉ là anh có nói gì đi chăng nữa chị cũng không tha thứ, đến mức độ vậy. Nhưng bây giờ anh đã xin lỗi chị đó, chị muốn anh làm sao nữa? Chị bây giờ là chị muốn anh phải không, làm một cái điều gì đó để không, anh em làm chứng cho chị. Không, chị không muốn cái gì nữa, chị là muốn là về á gán mà nuôi cho con nó ăn học thôi. Vậy là chị bây giờ chị quyết định là không sống với anh nữa. Không phải là không quyết định, chị cũng chưa hứa hẹn được gì, chị chưa có nói sự trước là... được. À, thưa cô chú anh chị, đây chị là đi một làm câu cho này, có tiền là chị về thôi. Một cái câu chuyện chắc chắn là vô cùng buồn. Anh em nghe là cái thông tin này vẫn vô cùng hụt hẫng. Vì chị mới về đây thì các anh em cũng rất mừng vì đã tìm kiếm, đã biết được thông tin vợ của anh, người ở Bến Tre đã về đây cầu cứu các anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm vợ. Nhưng nên khi nào giờ vợ về rồi thì đồng ý là trong cái câu chuyện cuộc sống hôn nhân gia đình thì gia đình nhà nào cũng có chuyện lớn, chuyện nhỏ, không ai mong muốn cái điều tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng mà mọi chuyện thì trong vừa rồi thì anh có lo lắng mà đi tìm vợ, trên vì vệ đăng thông tin không đúng sự thật là vì lý do là anh có nhắc là vợ gia đình lợ lần, vợ bỏ đi, đi đâu thì không biết nhưng mà đại loại là vợ bỏ đi. Ê, vì lý do như vậy hôm nay thì chị quá bức xúc, chị về đây chị nói là chị không muốn tha thứ cho anh ấy vì cái câu chuyện trong thời gian vừa qua. Hy vọng là các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem và sẽ hiểu được cái video này, tại sao chị nói như vậy, tại sao này anh em lại muốn can thiệp vào cái câu chuyện này. Và tại sao anh đã xin lỗi chị rồi nhưng chị đã không muốn bỏ qua cho anh. Thì thực sự các anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nghe cái câu chuyện này rất sức hết sức là buồn và đau lòng. Thực sự trong cuộc tình, trong cuộc đời con người ta có thể là sai lầm nhiều lần, nhưng ở đây anh chưa sai lầm, chưa vấp phải, chưa có gì nghiêm trọng và chưa có gì phải đáng phải chia tay. Bởi vì chị hiện nay còn một người con, theo em được biết là có mấy tuổi thôi, rất cần cái tình thương của cả cha cả mẹ, mà hiện nay còn một mẹ già đó, một mình anh gánh vác. Cái này phải nói vô cùng đau lòng. Vì vậy cho nên là hiện nay thì em được biết là chị còn đang có người con rể đó. Rất mong là con rể của chị cũng như người con gái chị sau này xem video này thì có thể là con gái chị cũng là có một cái kinh nghiệm gì trong cuộc sống, trong một cuộc đời, kể con rể chị cũng vậy. Bởi vì mình cũng là người trưởng thành, có ông xuôi bà xuôi rồi. Nên nếu như bây giờ chị không may mà chị vấp phải mà đi một bước nữa, đúng không ạ? Thì thực sự một cái câu chuyện rất đáng tiếc xảy ra trong cái câu chuyện này. Bởi vì bình thường một cái câu chuyện nó không có gì nghiêm trọng. Em đánh giá một cách rất khách quan, em không bênh ai, bởi vì em không lấy tiền lấy bạc của các anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà các anh em đánh giá một cách rất khách quan là hiện nay nó chưa một cái gì nghiêm trọng mà xảy ra, cái gì mà quá nghiêm trọng mà hai vợ chồng phải xa cách nhau mà có thể là không ở với nhau, rời xa nhau, đúng không ạ? Nó không có gì, nó chỉ là một cái câu nói chuyện về vì quá thương rồi. Anh không nghĩ được điều gì vậy, anh còn người thật thà, chất phát. Anh không có văn vở, không suy nghĩ được lên cái kịch bản, không lên một cái bài bản nào, kịch bản nào phải tìm vợ theo phương án nào, phương án kia. Chính vì lý do như vậy cho bây giờ thì chị có thể là tha thứ cho anh một lần đi. Rồi anh có điều nào anh muốn nói chuyện rõ ràng hơn đi để cho chị hiểu đi. Nói chuyện trước hết thì xin lỗi em, cái gì anh nói em không đúng, em tha thứ cho anh. Vì anh quá thương em mới làm vậy.
Nên em tha thứ cho anh đi. Anh nói anh không làm em buồn nữa. Em tha thứ cho anh cũng không phải là hẳn là em phải về bên anh. Đó. Em đã em nói rồi. Cái gì cũng phải từ từ mà nói. Còn anh á đùng anh đi lên á anh mà ấy vậy á rồi làm sao? Thì anh biết lỗi anh rồi, anh xin lỗi em. Em tha thứ cho anh đi, anh không làm gì nữa. Có khi nào mà anh nói đâu tha giờ bây giờ lên trên đây rồi anh mới nói là tha thứ. Anh nói nhưng em, mà cái tiếng em này khác người khác như các anh, em nói. Như các em này nói nha. Rồi. Là không có chuyện gì lớn nhưng mà trong cái suy nghĩ trong đó đầu óc của em á là nó khác người ta. Anh nhắn tin em, anh xin lỗi em biết. Em giờ bây giờ là không có còn cái tâm trạng nào mà giờ bây giờ em đang tức đang giận mà bảo em về. Sao em về được? Thì hai anh chị cứ chia sẻ đi. Chia sẻ thì anh em sẽ hỗ trợ giúp được anh chị được cái gì anh chị cố gắng anh các anh em để cố gắng giúp chị. Đúng ra thì cái chuyện này nó cũng không có lớn. Yeah. Không phải là mình ăn trộm ăn cắp của ai hay là mình ăn trộm ăn cướp gì hết. Chỉ là cái chuyện của gia đình của mình thôi. Nhưng mà giải quyết không được tới mà lên tới cộng đồng mạng á là chị cũng bức xúc lắm. Chị cũng mà cái kiểu như là mình cũng không còn cái gì, nói chung là không còn cái gì để nói hết á. Hôm nay á, em nhắc lại, hôm nay thì anh biết sai rồi. Anh đã một người chồng, năm nay cũng gần 50 tuổi rồi, đúng không? Đó, sống cũng chẳng biết là còn được bao nhiêu nữa. Mà thực sự là thương yêu vợ hết lòng, đúng không ạ? Mà đã xin lỗi vợ ở trên tất cả các trang mạng xã hội của đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương rồi. Thì thực sự em cũng mong chị suy nghĩ lại và cho anh một cơ hội cuối cùng mà để anh có động lực tiếp tục nuôi con và tiếp tục tới đây còn phụ dưỡng mẹ già. Bởi vì hiện nay anh cũng rất nặng gánh rồi. Mà nếu chị tiếp tục bỏ đi mà chị không quay trở về cùng với anh ngay lúc này thì có thể là nhiều cái khác em không muốn nói sâu hơn, nhiều cái khác có thể là rất xấu. Vì đôi khi một người đã suy sụp rồi, đúng không? Đã hết hy vọng rồi, vợ không quay về, bây giờ bản thân này còn phải nuôi vợ, là phải nuôi con này, đúng không? Chở con đi học này, về mẹ già này, thì chắc chắn là một cái tư tưởng thì rất khó có thể để hoạt động tiếp tục cuộc sống để còn một gia đình rất lớn nữa, còn rất nhiều cái phải đang cần đến anh. Đó, mà nếu mà chị, em nói một cái câu chuyện ví dụ thôi, còn nếu chị quyết định mà không sống chung với anh ấy, mà chị vẫn rời xa anh trong khoảng thời gian này, là cái khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của anh có thể là từng trải và từng bước qua. Đó. Còn nếu mà chị mà cố gắng, quyết tâm mà bỏ đi, có thể là vì một lý do nào đó, vì kiếm tiền hay là vì một mối tình nào say nắng say mưa, đúng không ạ? Thì em nghĩ là chắc chắn là không có ai tốt hơn anh được. Em dám khẳng định, có thể tiền người ta nhiều hơn của anh. Có thể như vậy. Được rồi, chị chấp nhận cái lời nói của em. Nhưng mà phải cho chị nói nè. Nếu mà trong cái thời gian là chị đang bực tức, chị đang không thể tha thứ được mà em có thể ép chị về á, thì có cái chuyện gì sẽ xảy ra không? Không. Ở đây anh em có không? Cái khi nào mà buồn vui nữa không? Em hiểu cái điều đó. Đúng không? Anh em đây là không, anh em đây không có đủ tư cách mà không có đủ một cái, không có cái quyền hạn gì để ép anh chị buộc đúng, phải sống với chị nhau. Nói là ví dụ như vậy á. Nhưng thì mà đây... khi không cần, không còn mà đang còn tức giận mà phải ép về bên nhau vậy á, thì có cái chuyện mà nó có cái khi nào cái tốt đẹp không em? Rồi. Cho nên là chị thì khuyên á, em á, là cũng như là nói với em, xin em đừng nói nữa. Cái câu chuyện của chị thì gia đình chị á, chị sẽ giải quyết. Rồi. Ừ. Có nghĩa là ý chị bây giờ thì sống đúng. Với anh hay không sống với anh là quyền của chị đi. Đúng không? Em đúng. Rồi. Thì thực sự hôm nay anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương nghe cái câu chuyện của chị thực sự là cũng thôi cũng tạm gác lại, cũng rất buồn. Nhưng mà hy vọng trong câu chuyện tìm người thân, tìm vợ, vợ tìm chồng trong thời gian vừa qua, mà trong thời gian tới nữa, hy vọng các cô chú, các anh chị về đây tìm vợ, mình lên nói thẳng, nói thật, tránh tình trạng mất cả vợ. Và đến khi mà xin lỗi rồi, giống như anh trai bên này, người Bến Tre xin lỗi rồi, nhưng mà bây giờ vợ vẫn quyết tâm là không có nhận lỗi của chồng. Và vẫn quyết tâm là không cho chồng cái thời hạn hay là một cái mức định hướng nào đó để anh có hy vọng.
Bởi vì thực sự là tư tưởng không thông thì bác bình tông không nổi. Đó là một cái câu chuyện rất thực tế trong cuộc đời con người. Thế vì vậy thì bây giờ anh vẫn là rất lo âu, rất sợ sệt là mất vợ trong khoảng thời gian này. Có lẽ là trong khoảng thời gian này anh chạc tuổi bốn mấy gần 50 rồi, nào ấy khoảng thời gian có thể là đau khổ nhất trong cuộc đời. Có thể là vì một câu nói có thể là mất vợ. Nhưng nhiều người có vì một câu nói có thể vợ quay về. Hy vọng là các cô chú, các anh chị, nhất là các chị em phụ nữ trong thời gian tới thì không có bỏ chồng vì một nguyên nhân lý do nào đó. Nếu thực sự mà muốn đi làm việc, muốn làm đâu đó, thực sự theo công Trần khuyên, một lời khuyên cho tất cả các chị em phụ nữ, lên thông báo và nói chuyện thẳng thắn với chồng là anh ơi, em đang làm với bạn A, bạn B, số nhà mấy, anh cần này về đây thăm đàng hoàng. Còn anh em mình tạm thời bây giờ hai vợ chồng đang mắc lợ mắc lần, thôi mỗi người một tạm xa nhau một thời gian. Nếu anh có dịp anh cứ về đây anh thăm em làm việc ngay thẳng thắn. Thì thực sự những người chồng hoặc những người vợ còn lại thì rất yên tâm tư tưởng, tránh tình trạng mà anh ơi em phải trốn anh, em phải đi làm để kiếm tiền, nhưng thực sự là không cho biết thông tin địa chỉ sống ở đâu. Thì những cái câu chuyện nó thực sự bí ẩn. Với bản thân công Trần thì công Trần cho đi luôn, chấm dứt hợp đồng ngay tức khắc nha, chấm dứt cắt hợp đồng luôn. Bởi vì em đi mà em không cho anh biết em đi làm gì, em trốn chui trốn lủi, anh không cho em đi, nhưng với điều kiện em phải thông báo rõ ràng cụ thể. Còn nếu như đi mà bí ẩn mà đi kiếm tiền, đồng ý kiếm tiền ai cũng kiếm tiền, nhưng đi kiếm tiền mà không cho chồng cho con hoặc không cho vợ mình biết là đi kiếm tiền ở đâu, kiếm tiền mục đích gì, chính đáng hay không, thì chắc chắn là với bản thân mình sẽ cắt hợp đồng ngay tức khắc, mà sẽ đem quần áo đem xong để buông thả ngay lập tức, không bao giờ phải đi xin lỗi. Đây là nói chuyện thẳng thắn. Cho chị nói vài câu ấy. Dạ. Nếu như một người chồng, em nói như em đi, dạ, như một người chồng mà xin đi làm không cho thì em nghĩ sao? Mà trong gia đình của người An, người nào mới biết, như em á thì nó khác, như chị nó khác, như chị là đủ thứ, như gia đình chị thì chị không bao giờ chị nói được với em đâu có hiểu đâu mà chị nói. Cho nên á là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà là mỗi cảnh. Cho nên á cái trốn đi hay không á là đâu phải là người nào cũng giống nhau, thì tùy theo hoàn cảnh. Như là bây giờ chị rất muốn đi làm mà anh không cho, anh bảo là phải ở nhà, mà ở nhà thì tiền bạc đâu mà lo đó, rồi anh làm bao nhiêu tiền, có tiền không, rồi trong khi á ở nhà rồi không có tiền, rồi ra cử lộn rồi gì, chửi lộn rồi thì quấn lộn đánh lộn. Em hiểu rồi, nói vậy em hiểu rồi. Anh biết không, anh ra lý do anh có thể anh chia sẻ một cái câu chuyện rất ngắn thôi, rất nhỏ nhẹ thôi, để cho chị hiểu được, cũng như cho các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hiểu được tại sao trong thời gian qua chị xin đi làm mà anh không cho. Tại vì anh rất thương vợ, không muốn cái vợ đi xa, sợ cực khổ vậy thôi, anh vậy sợ cực khổ. Nhưng mà ở nhà thì anh đâu có no nổi đâu, bởi vì ở nhà cũng có công ăn việc làm, ở nhà cũng có, mà vợ quyết định dòi lên bằng đi bằng xa thì không biết sao. Một ngày em nghĩ anh làm có 300.000 thôi, mà làm cái lò đường á thì nó chỉ là trong cái thời hạn nó chỉ mấy tháng thôi, là một năm á, một tháng á chị làm được có bao nhiêu ngày đâu, mà tiền bạc thì không có, thì chị mới nói là đi thôi, để chị đi làm. Anh bảo là thôi về, không ở, không đi đâu hết, làm chỗ nào anh cũng không cho đi đó. Chị mới trốn đi cũng có cái lý do của chị, cho nên là cho em hỏi thế này nhá, tới đây nếu chị quay về thì chị nói là chị đi làm, anh có đồng ý cho chị đi làm không? Cũng đồng ý, và để đâu với cho chồng biết em làm gì ở đâu, làm với ai, biết cái chỉ anh nó lên thăm. Anh nói em rất là nhiều lần rồi, cho anh xin địa chỉ đi, có cái nào dịp anh chở con lên thăm em rất quyết em không cho, điện em tắt máy. Trong khi anh điện em là không phải là em không cho anh điện hay là hoặc ấy, nhưng mà anh điện theo như mấy em nghĩ thử xem. Chị là bắt đầu đi lên làm một cái là bắt đầu anh mà biết chị rồi là anh làm bất cứ cái giá nào anh cũng điện chị tối ngày vậy đó, một lần không biết là một ngày không biết bao nhiêu lần, làm sao chị làm ăn uống được rồi làm mãi được. Mà nhà không nên rảnh quá điện hoài, nhiều khi mất công mất việc, bởi vì mình cần đi điện hoặc mỗi ngày điện lần thôi, hoặc nhắn tin em khỏe không, em ăn chưa thôi, chứ mình điện suốt luôn á. Thì anh có nói rồi thôi, em kết giao lưu với anh đi, vì anh điện em rồi vợ chồng nói chuyện tâm sự, em không đồng ý. Nói chung là anh này anh ghen dữ lắm, ghen. Cho nên là chị nói bước lên chân ra đi làm là anh không cho đi. Chị là bắt buộc chị phải trốn, cũng có cái lý do chị mới trốn, chứ đâu phải là như ai cũng giống ai đâu em. Phải chi mà như là tự nhiên mà bỏ nhà ra đi trốn không cho ai biết hết đó, rồi làm sao
cái đó chị cũng không ấy, nhưng mà cái này cũng lý do cũng có cái nguyên nhân đó, hai anh chị giải bày đi đó, có thì chia sẻ thẳng thắn giải bày đi, đúc chọn đi. Dạ biết nói gì hơn nữa. Giờ chị chỉ biết nói vậy thôi. Vậy giờ là chị á, là bây giờ chị không có về, chưa có về nhà đâu, chị đang còn ấy, cho nên là tức gì lắm. Rồi nếu mà ấy thì kết thúc chứ giờ không có ấy được. Vậy chị không về là chị cắt liên lạc luôn hay sao? Hay là... Không, không cắt liên lạc, chị đi làm mà. Chị làm khác bên, bên chị dưới. Có. Ừ. Chứ đâu phải mà chị ấy đâu, nhưng mà phải coi xem lại xem anh sao hả, chứ đâu phải chuyện này gì chuyện đơn giản. Coi xem sao anh có lỗi em gì đâu mà, để em coi sao. Anh có đánh đập mà hành hạ em là cái gì con đó người đâu phải mà. Thay đổi ra sao? Chứ anh thương em thì không muốn em đi xa thì anh sợ mất em thì thôi. Ông cho ông về mà giờ ông cứ chứ em nói vậy nó xấu anh. Thôi bây giờ chốt cục này nhé. À, bây giờ cũng chưa rồi nha. Thì có lẽ là cái cuộc trò chuyện giữa đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương và vợ chồng chị, có lẽ là chắc có thể là phải xin tạm dừng ở đây. Có hai anh chị lựa lời chia sẻ tâm sự ngọt bùi đắng cay thì mình đã từng trải rồi, từng gánh rồi đúng không? Cái gì đau khổ và cái gì hạnh phúc chắc chắn là từng trải rồi, bởi mấy chục năm qua mà đúng không ạ? Thì em chỉ khuyên anh chị một lời cuối cùng thôi, còn cái việc của anh chị nha em không có can thiệp nha. Thôi bây giờ mình đi đâu cũng không bằng nhà của mình, mà không ai bằng chồng hoặc bằng vợ của mình cả nha, bởi vì sống với nhau lâu rồi, bây giờ cũng bốn mấy năm mươi rồi, không phải là mười mấy hai mươi hay là mới lập gia đình mà mình đi với người nọ hoặc mình làm công việc nọ, mình làm công việc kia nữa. Đúng thì, rồi em nói là chị hiểu hết á. Dạ. Em nói cái gì chị cũng hiểu. Dạ. Chị biết hết á. Dạ. Thì thôi. Thì em cũng khuyên anh chị có một cuộc sống tới đây, có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Hy vọng là con của chị không mất cha hoặc không mất mẹ. Chị nhá. Đúng rồi. Chị lớn rồi, chị hiểu hết. Dạ. Chị biết làm cái gì, muốn chia sẻ không? Làm ra sao? Trước hết thì em xin em nói gì đi, anh vụ anh nuôi con đi, em biết có gì hơn giờ. Rồi. Thôi cuối video này, video nó cũng dài rồi. Thì thực sự là trong thời gian vừa qua, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đã tìm ra rất nhiều các chị em phụ nữ bỏ nhà đi vì nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt có nhiều cái câu chuyện phải là hết sức đau lòng, rất nghiêm trọng, là vợ bỏ theo nhân tình, ôm theo rất nhiều tài sản tiền của gia đình đi theo mấy người tình của mình. Mới đây nhất là ngày hôm qua, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đã đăng tải một cái video nội dung hai anh em đi tìm chị dâu và đi tìm các cháu ruột của mình. Một câu chuyện thực sự rất đau lòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chồng đi làm về là ngất xỉu luôn, tại chỗ, tại trận. Vì mở cửa tó hỏa, vợ dọn không còn một tí nào tài sản trong gia đình. Thì cách đây mấy tháng về trước, 2-3 tháng về trước, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đã đăng một thông tin, anh Nguyễn Trọng Du đã nhắc hoài rồi. Người gốc ở miền Tây lấy vợ, thì hai vợ chồng thì rổ rá cặp lại, lấy vợ quê Bình Định. Người vợ đã có đăng ký kết hôn rồi, hai vợ chồng có ba người con, nhưng vợ quyết định lừa chồng một đánh hốt một mẻ trọn gói là gần 10 tỷ của chồng, bán toàn bộ tài sản xe hơi, nhà, SH và ôm ba người con. Đến giờ phút này chồng chỉ còn mỗi một cái lịt thôi, tìm trong sự vô vọng. Đến giờ phút này đi lượm, đi xin đồ ăn. Phải nói là trước đây là một ông chủ có nhà trọ, nhưng đến giờ phút này vô cùng đau khổ. Hy vọng là các chị nếu có bỏ chồng đi chăng chăng nữa thì cũng lên nói chuyện chồng, hoặc đi với người đàn ông khác ấy, thì cũng lên chia tay chồng một cách thẳng thắn, chia tài sản và ly hôn đàng hoàng, tránh tình trạng lén nút đi, bỏ chồng bỏ con đi với những người nhân tình. Và rất nhiều người nhân tình có thể là còn gớm hơn người chồng của mình, dữ hơn người chồng của mình, có thể là tra khảo, đánh đập, hành hạ nhiều thứ khác nữa với cái người tình của mình, với cái người gọi là người đối phương của mình, để tranh giành một con mồi. Mình phải dùng những từ đấy. Thực sự là nhìn như vậy là các anh em hiệp sĩ nhìn rất đau lòng. Ngày hôm qua thì em trai về đây khóc lóc và suy sụp hoàn toàn, vì chia sẻ là vợ ôm hơn 200 triệu và toàn bộ tivi, tủ lạnh, máy giặt trong nhà có gì dọn sạch sẽ, bát đĩa, nồi liêu, xoong chậu, bình ga, bếp ga. Mà cái này đó là lên để nói vợ chồng chị hay là... Không, đây là em đang chia sẻ cái câu chuyện là bây giờ câu chuyện của chị là kết thúc. Vậy rồi. Là kết thúc chưa? Chị dạ, cho chị rồi. Biết thì dạ, đi kết thúc ra. Rồi, nhá. Dạ. Chứ không phải là chị dạ, dạ. Ngồi đây nhá. để nói chuyện. Không, thì còn anh chị thì bây giờ em cũng khuyên lời khuyên cuối cùng rồi. Tùy anh chị có cách giải quyết chứ anh chị. Hồi đó giờ tôi hòa giải, chưa thấy một người chồng hiền, rất là hiền. Rất hiền, đây là anh hiền.
nhá. Ảnh để cho chị là biết sao? Nếu mà được là... rồi á thì chị nhà ghen thì ảnh thương về cái điện thôi. Thương rồi. Để giờ rồi, chứ. Rồi. Còn nếu em muốn chia sẻ của người khác thì em lên một cái video khác. Được rồi, được rồi, được rồi. Vậy anh chị về nhé, em chúc anh chị mạnh khỏe hạnh phúc nhá. Dạ. 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 Rồi. Rồi em ạ, em mong anh về vững chắc tay lái tay thuyền nhá. Nói chuyện như vậy là chắc chắn là anh hiểu rồi ha. Ừ. Chắc chắn là anh hiểu cái câu hiểu câu chuyện này rồi. Quá thương luôn. Thực sự là rất thương. Thương. Nói chung là trong câu chuyện này thực sự là rất thương. À, chắc chắn là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ hiểu được cái câu chuyện này rồi, thực sự như vậy. À, đến phút cuối cùng này là đúng không ạ, mà người chị người vợ vẫn quyết tâm mà là không sống chung nữa. À, thì dạ rồi, chào anh, chúc anh luôn luôn mạnh khỏe. Rồi thì chắc chắn là mọi người hiểu rồi đúng không ạ, cô chú anh chị và các bạn, mọi người có những lời bình nào, những lời hoặc là những nhận xét nào thì hy vọng là Công Trần sẽ tắt cái cuộc trò chuyện này bây giờ, sẽ dừng cuộc trò chuyện, hẹn cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Hy vọng là mọi người bình luận hay là nhận xét nào thì cứ bình luận thoải mái, vô tư, thẳng thắn, không có gì sợ mình cái gì đúng hay gì sai, đúng không ạ? Rồi có lẽ bây giờ cũng chưa rồi, cho phép Công Trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe toàn thể cô chú anh chị các bạn trên tất cả các trang mạng xã hội. Hy vọng trong thời gian tới thì các anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục kết nối, tìm được rất nhiều các vợ chồng đi theo người tình hoặc con mất tích hoặc tài sản cho tất cả các gia đình tiếp theo nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các rồi. Cô chú anh chị và bạn. Chào cô chú anh chị. Rồi xin chào mọi người. Chung ra là bức xúc quá thôi. Quá bức xúc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Thời gian này Công Trần ốm yếu quá. Công Trần xin nhắc lại xíu nhé. Công Trần đang hiện nay đang bán thuốc về răng miệng. Ai mà liên quan răng miệng thì có thể liên hệ cho Công Trần qua số điện thoại trên màn hình của tất cả các video đã đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn. Tới cũng bán thuốc sơ bóp nha. Xin chào mọi người. Bóp cho người già. Xin chào cô chú anh chị.